Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị khán giả thân mến, hồi nãy mình Châu len lén đi vô bếp á, thì thấy cô Hà có chuẩn bị bông thiên lý nè. Mà tự nhiên nhìn bông thiên lý này, cái em nhớ một cái câu thơ vậy nè cô. Tóc em dài, em cài bông thiên lý, miệng em cười anh để ý anh thương. Trời ơi, Minh Châu lãng mạn quá đó. Cô cũng thuộc một số câu ca dao tục ngữ nói về bông thiên lý nè. Nhưng mà cô không có lãng mạn như Minh Châu đâu. Cô sẽ đọc cho Minh Châu và quý vị khán giả nghe một câu phù hợp với hoàn cảnh của cô hơn. Dạ. Đó là thương chồng nấu cháo le le, nấu canh thiên lý, nấu chè hạt sen. Đúng là nghề nào thì đọc thơ nấy. Cô là đầu bếp nên trong cái câu thơ của cô toàn là món ăn không à. Là đói bụng quá. Thôi bây giờ mình tạm dừng việc ngâm thơ ở đây ha. Dạ. Và mình sẽ tập trung vô món ăn ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình nấu canh thiên lý phải không cô? Để em nghe có canh thiên lý á. Với sự chuẩn bị bông thiên lý thì cô sẽ giới thiệu với Minh Châu và quý vị khán giả một món ăn ngày hôm nay rất là mới lạ và ngon miệng nữa. Món gì vậy cô? Đó là món gỏi nghêu bông thiên lý. Để làm món gỏi nghêu bông thiên lý, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: 1 kg nghêu, sả cắt khúc đập dập, 200g bông thiên lý, húng lủi, hành tím cắt lát, ớt sừng cắt sợi, tỏi ớt băm, mè trắng rang, sả bào, các gia vị thông thường và giấm gạo lên men Ajinomoto. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm chín phần nghêu này. Cô sẽ đặt lên một cái chảo ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho dầu vào trong chảo ha. Khi dầu nóng thì chúng ta sẽ cho cái phần sả cây này vô. Cho sả vào xào như vậy thì chắc chắn là rất thơm cô ha. Đúng rồi, chúng ta sẽ cho sả vô và xào trước với nghêu để cho khử mùi tanh và tăng hương vị cho món ăn á. Hay quá, em cảm ơn cô. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cho sả cây vào xào với nghêu để giúp khử mùi tanh và tăng hương vị thơm ngon cho món ăn này. Tiếp theo thì cô sẽ cho cái phần nghêu này vô trong chảo luôn. Dạ. Chúng ta sẽ đảo đều cho nghêu nóng ha. Dạ. Cô sẽ cho vào đây nửa chén nước ha. Và chúng ta sẽ đậy dung lại. Dạ. Mở lửa to cho đến khi mà nghêu há miệng thì là nghêu chín á. Rồi bây giờ thì nghêu há miệng nè, Minh Châu thấy chưa? Mình sẽ vớt nghêu ra ha. Dạ. Quý vị khán giả lưu ý là sau khi mà chúng ta làm chín nghêu xong thì đem cất vào trong tủ đá để nghêu sẽ giữ được độ ngọt và như vậy thì cũng tiết kiệm được thời gian. Để em làm việc này cho. Rồi, cô cảm ơn em. Bây giờ cô sẽ đặt một chảo dầu nóng như thế này, chúng ta sẽ chiên sả lên. Bây giờ thì Minh Châu sẽ chiên sả giùm cô ha. Dạ. Mà mình sẽ dời sả qua bếp bên kia. Cô sẽ bắt một nồi nước lên. Dạ. Đối với bông thiên lý á, thì Minh Châu và quý vị khán giả cũng nhớ rằng chúng ta sẽ chọn những cái bông có màu xanh tươi, có nhiều cái nụ búp và mỗi một cái cành hoa này không có nhiều cái bông nó bị rụng, như vậy là bông tươi và mới đó. Dạ, em cảm ơn cô. Cô Hà mà không nói không bao giờ em biết hết. Quý vị khán giả thân mến, khi lựa bông thiên lý chúng ta sẽ lựa những chùm bông có màu xanh tươi nè, bên cạnh đó thì có nhiều búp nè và không có quá nhiều bông bị rụng, như vậy là thiên lý ngon và tươi ạ. Rồi bây giờ xả thì được rồi đó, em vớt ra cho cô nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho bông thiên lý này trụng nhanh thôi để bông thiên lý sẽ giữ được độ giòn. Tiếp theo thì cô sẽ vớt bông thiên lý này ra, ngâm vào trong cái tô nước lạnh hoặc là nước đá để cho bông thiên lý giữ độ giòn. Cô ơi, mấy con nghêu nhìn to và rất là ngon luôn á. Quý vị khán giả thân mến, đây là nghêu sau khi lấy từ tủ lạnh ra thì cô Hà đã tách lấy thịt nghêu như thế này, đảm bảo là vẫn rất ngọt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ngâm hành tím với lại một hỗn hợp giấm đường. Cô sẽ pha vô trong đây là một muỗng nước, một muỗng giấm gạo lên men Ajinomoto ha. Cô cho thêm vào đây một muỗng cà phê đường. Cái hỗn hợp này có tác dụng làm cho hành tím bớt hăng rồi giòn phải không cô? Đúng rồi, sẽ làm cho hành tím bớt hăng. Rồi cô sẽ ngâm vào trong này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm nước trộn gỏi. Cô sẽ cho vào đây 3 muỗng canh giấm gạo Ajinomoto, 2 muỗng canh đường, thêm vào 2 muỗng canh nước mắm. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu. Chúng ta cho vào nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Cuối cùng là tỏi ớt băm. Đúng rồi. Rồi, quậy đều lên cho các gia vị tan hết là chúng ta đã có nước trộn gỏi rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ trộn gỏi ha. Đầu tiên là cô cho phần bông thiên lý ha. Dạ. Cho phần nghêu lên luôn, cho phần hành tím và húng lủi. Dạ. Em sẽ cắt giùm cô, bỏ vô đây ha. Cắt hết luôn hả cô? Đúng rồi. Phần sả và mè thì chúng ta sẽ cho một nửa thôi. Cho luôn phần ớt cắt sợi này vô luôn. Cho một nửa mè rang vô. Cho luôn phần nước trộn gỏi này vô ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra cái phần gỏi này ha. À, nhưng mà em thấy thiếu thiếu nha. Gỏi mà không có bánh phồng tôm á.
cô chuẩn bị rồi. Ủa vậy hả cô? Sau khi xong thì chúng ta sẽ đặt lên thêm ít cái xả bào, rắc thêm mè rang nữa nè. Bây giờ thì Minh Châu đừng có quên nhiệm vụ của mình. Dạ. Đó là phải thử món ăn và chia sẻ với vị khán giả nha. Em cảm ơn cô à. Hình như có công sức của em hay sao á, mà em thấy cái phần xả chiên á nó thơm quá cô. Em nói đùa như vậy thôi, bông thiên lý á vẫn rất là giòn nè, ngọt nè, và cả cái vị ngọt của thịt nghêu nữa, mà nghêu hoàn toàn không hề bị dai. Nhưng mà điều quan trọng nhất chính là điểm nhấn hài hòa của giấm gạo lên men Ajinomoto khi mà kết hợp với lại độ ngọt của thiên lý nè, của nghêu nè, tạo nên một cái vị rất là dễ chịu luôn á cô à. Và hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ cảm thấy y như vậy khi thực hiện món gỏi nghêu bông thiên lý ở nhà. Và nếu như mà quý vị thực hiện thành công rồi thì đừng quên gửi những chia sẻ của mình về cho cô Hà nè và cho Minh Châu nữa thông qua hộp thư rất là quen thuộc, đó là hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Minh Châu rất muốn dành một ít thời gian để gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã tham gia cuộc thi trổ tài với món ngon mỗi ngày. Chính sự nhiệt tình của quý vị, chính những tình cảm của quý vị đã làm cho cuộc thi thành công tốt đẹp. Tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì cô Hà và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Và chúng tôi rất mong sẽ gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.